Chào cả nhà. Hôm nay Thư về miền Tây đồng của Thư mười mấy năm nay mới xả lũ cả nhà. Bữa nay mấy anh em mình sẽ đi hái rau với bắt ốc rồi cả nhà ơi. Bữa nay đồng của mình là nước đã dâng lên tới ngực rồi cả nhà. Đấy, đây là cái hầm sen mà mình thường hay đi mỗi bữa này cả nhà. Mình đi bộ bữa nay là mình chống xuồng được rồi cả nhà ơi. Giấc này ở đây ha là gió vi vu luôn. Gió mát nè, rau muống, rau nhút nè cả nhà nhìn nè. Đầy đồng luôn. Mùa nước lũ ở miền Tây là ra đồng là đã có đồ ăn rồi đó cả nhà. Rau muống nè. Ấy giờ bữa nay mình sẽ đi hái bông điên điển nữa nha cả nhà. Chị Tư người ta nói ba cái đọt sen nhỏ nhỏ đó đó, gói giờ gói cát nướng là ngon lắm á. Nè. Sông nước dữ lắm cả nhà ơi. Vui mát lắm cả nhà. Đó anh Tư mình đó. Rồi đây nè cháu mình nó đã được cái con lắc xuồng kìa. Bỏ lái xuống nha. Chào cả nhà đi con. Chào cô chú. Ngoan quá. Nước mát quá cô chú. Nước mát quá cô chú ơi kìa. Công nhận là nước mát thiệt có cả nhà. Trời ơi đám rau muống đó kìa, mênh mông luôn cả nhà ơi. Gió mát lắm. Mà lâu lắm rồi mấy cái mới xả lũ lại gì nè ha chị. Lâu lắm luôn rồi đó. Thôi có nhảy xuống tắm được không? Thôi con nước sâu lắm con. Mình nói đùa với thằng cháu mình thằng mập nè. Nói lỡ con với tỷ vớt xuống không biết cô Sáu vớt cái nào trước. Nó kêu thôi vớt con đi cô Sáu đừng vớt con tỷ. Nó đó. Mình nói đùa thôi, một tỷ lớn lắm để cô Sáu vớt một tỷ. Nó nói con mà chết xuống hành ma gia con lôi cô Sáu theo. Nó dính thúi lắm cả nhà. Ông cái chìm xuồng xa quá. Cái này phải có cái vợt á chị Tư. Ha. Cái này phải có cái vợt á. Kệ con ốc kìa. Ốc bự quá. Mày úp cái thao kế bên đi. Wow. Nè Trang. Trời ơi to đùng luôn. To đùng luôn cả nhà ơi. Wow. Dữ dằn bông điên điển cả nhà ơi. Hái nè. Đây là bông điên điển đó cả nhà. Ôi gió mát. Lâu lắm rồi mình mới được ra đồng cái cảm giác này cả nhà. Mát mẻ dễ chịu ghê luôn á. Cái này ở Sài Gòn đâu có mà ai mà đi cái này mà tìm được cái cảm giác du lịch như thế này ha. Quá trời luôn nè cả nhà ơi. Thiệt chứ. Cái này mà đi du lịch tiền triệu cũng không có kiếm được để đi du lịch như vậy nữa đó cả nhà. Thiệt. Quá trời bông điên điển luôn cả nhà. Chị mình lặn tiếp anh Tư đi chị. Chống tiếp anh Tư đi chứ gì sao anh chống nổi. Đâu quá trời luôn. Bông điên điển này cả nhà ơi. Chút này đây phải không? Cây kia cây dựng cao đó. Cây sau lưng kìa. Ok, ăn được không ta? Wow, ốc quấn nè. Rồi. Cái này ngập hơn đầu mình rồi đó anh Tư ạ. Wow, rau muống kìa, quay xưa đám rau muống nè cho cả nhà coi.
quá trời con muốn non không bà cô chú? Ôi ơi, cái này ha mà mình lặt á, bóp gỏi á cả nhà, bóp gỏi xong rồi bắt đầu mình ấy ha, ngon lắm. Ai biết gì mình vớt cái miếng đó mình để lên xuồng anh Tư. À bông súng kìa, bông súng kìa. Em kêu nó đây nhà. Đó, lúa đã chỗ bông rồi mà em chưa đi lấy chồng. Rồng nữa nè cả nhà, nó vàng đậu rồng đó, tròn tròn kìa. Thấy miền Tây quê em không, sông nước đầy rau cỏ luôn cả nhà ơi. Rau muống. Thế về bữa nay em sẽ làm dưa chua cả nhà, để ra dành ăn nữa. Rau muống làm luôn, gỏi làm dưa chua. Tí nữa mình ra ngoài đồng khơi khơi á, mình hái con rau muống nó sẽ non hơn trong bờ này. Ủa cái gì vậy? Nhất này anh Tư xiệt đâu cần bê đâu phải không? Em hái rau muống nha. Quá trời rau muống luôn nè cô chú. Thì cho cô Sáu xin lỗi đi, bắt ốc luôn cô chú ơi. Ốc rau muống. Mà cô chú mình đi ra đồng mới biết được cái cảm giác nó mát mẻ làm sao. Sáu rồi con lo bẻ này rồi chơi sao. Ôi da, bởi nhiều người người ta thích bỏ phố về làng. Quá trời con muốn luôn nè. Wow, cái đọt này nó non nè. Màu nho. Hỏi em thích màu gì, em nói em thích màu nho rồi nó cừ. Chỗ thì gọi là lú. Hoặc là dớn hả chị? Dớn, đặt dớn hả? Đặt gì là hồi nó chạy vô cái chum đằng đó. Kìa có. Wow, vô 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 cháy. Ơi cái này mà phải có cái lưới ha. Sao mà nó quay quá anh Tư ơi. Nó ngay đây nè, ngay đầu mũi sồn. Kìa nó ngáp rồi, nó ngáp rồi.
quá. Quá trời bầy cá vô phi. Cái anh bên đó anh vỡ lưới, cả nhà dính cá vô bự tà bá luôn. Anh ơi vô lên ơi. Ổng đang gỡ cụ bự kìa. Wow, to. Như con cá đâu, con cá không biết. Giờ đó nhổ con súng đi. Quá trời con muốn non rồi cả nhà ơi. Chị Tư hái đi chị Tư. Hái mi mi, hái mi. Hái mi chị Sáu vịnh xuồng lại cho con hái gió nha. Gió vi vu luôn cả nhà ơi. Đây nè, đây nè Hân. Ừ. Trời ơi con ốc kìa. Sáu xích vô. Ừ. Non hết chị Tư. Màu đọt nó dài dài không à. Ba mấy con ốc lần coi kìa. Hưng, đừng có múc nước vô con. Bóp gỏi ha chị Tư. Này thế nào em về em cũng mặn một ít dưa chua. Ừ. Đồng nước mênh mông rồi cả nhà ơi. Hò đi. Có ai biết cái hò gì không? Anh Tư đâu hò coi anh Tư. À, cũng nhiều hào sản cá tôm ha, nhưng mà cũng nhiều thiệt hại là cây trồng lâu năm nó bị ngập nước cả nhà. Đó, thiệt hại nhiều. Nhiều về mấy cái cây trồng lâu năm nè. Người dân cũng gầu lắm cả nhà. Xài nè. Như vườn xài, vườn mít đồ là có nguy cơ cả nhà ơi. Cái cana này cả nhà mà bị ngập nước nè. Nè. Chút nó qua bển tôi thả cho lên bờ rồi quay chơi. Ừ ừ. Hưng bu. Đó, trái cana. Trái cana. Cana Thái phải không? Này là cana Thái đó cả nhà. Nó ngập nước này à. Cana ngập nước chắc không sao đâu hết chị. Đây nè, đây có hai trái cana nè. Trời ơi. Đó, trái cana. Ngà nó xuống cả nhà. Nè nè, có trái tròn vô nè. Con sáu rồi không? Wow 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 wow, trái tròn vô cả nhà ơi. Con sáu. Thôi thôi con không xuống được. Nè nè. Nè. Nè, chín cả nhà ơi, chín. Chín cả nhà ơi, cà na này chín rồi. Wow, cà na chín. Chín anh Tư ơi, cà na này chín rồi. Ôi thơm phức luôn. Chín rồi. Chín rồi nè. Chín thơm phức luôn. Có mấy cái nó gụm nè, mềm lụm này là chín không à. Wow. Ơi quay chị trèo lên trang. Tư. Cà na này không được bội thu ha. Hưng ngồi xuống đi con. À. Trèo lên cái cà na cả nhà ơi. Wow. Đừng có phá nó tàn. Quá trời nè. Xin ít trái để quay YouTube cả nhà. Wow wow wow, trái này bự quá trời luôn.
mà chín hết rồi đó cả nhà. Nè. Chín hết biết rồi. Chút nữa mình sẽ về làm mà đập dập ha. Cái mình làm mà mắm mắm đường ăn cả nhà. Thấy rồi, thấy rồi. Mày đeo cái cọng đó nó dướng vô. Cái cây là nó rớt. Có nghe hơi. Wow nè Trang, Trang lấy cặn được không Trang? Wow, hết biết rồi, nhiều lắm cả nhà ơi. Nhưng mà cà na này chắc không có được bội thu ha, nên là trái nó cũng thưa cả nhà. Để cho dì Sáu quay thôi, đừng có phá. Nguyên xài đồ chết hết cả nhà. Con nhút. Wow. Con nhút. Nước luôn rồi. Ổi xài năm nay gầu lắm cả nhà ơi. Ổi xài đây có được trồng mấy gốc sầu riêng nè. Wow, một vườn luôn đó anh Tư, chứ không phải mấy gốc đâu. Một vườn sầu riêng luôn cả nhà ơi. Thôi chú thấy á. Dừa nó ngặt, nó có chết không chị Tư? Dừa ngập nước rồi ổi nữa nè, bên đây vườn ổi nữa nè. Còn cái đoạn gì nữa? Rồi còn đoạn gì nữa? Đừng con. Chỗ này nước cạn cả nhà, cho hai đứa nhỏ xuống nó tắm cả nhà. Thôi, con lúc đầu đó Hưng, con không tới. Hồi nãy con lấy áo phao là con được lội với mấy chị rồi. Nãy cô Sáu không kêu. Đủ bữa cơm chiều rồi cả nhà ơi. Giờ mình sẽ về làm cá kho sả ớt với lẩu giấm cả nhà ơi. Bữa nay hái được rau muống nè, con nhút nè, bông điên điển, bông súng nữa cả nhà. Đấy, mấy hôm dài mình về quê là mình cứ ra đồng hái đồ ăn chứ không có mua nhiều cả nhà.
Về miền Tây là có ăn rồi cả nhà ơi. Con ba thích cho ông Thư rồi. Vậy đó rồi. Gia đình mà. Đúng rồi, tôi mới chán rồi. Bỏ cơm rồi cho em. Rồi. Mời cả nhà. Dạ, ăn cơm cùng gia đình em cả nhà ơi. Bữa nay mấy anh em là bắt được mớ cá lóc nè, nấu lẩu giấm cả nhà. Ăn với mớ rau hái hồi trưa đó. Không đi với mình có kho thêm với sả ớt nữa nè cả nhà. Nè, cá kho sả ớt luôn cả nhà. Giờ mời cả nhà ăn nha. Em mời cả nhà. Thịt cá lóc thì mình thái ra cả nhà. Chấm mắm ớt. Chiều nay nhà mình ăn cơm hơi muộn cả nhà. Mấy anh em mình đi đồng về hơi hơi muộn tại vì bắt được nhiều cá cả nhà, với rau nữa, cho nên là chị em mình xúm nhau mặn. Một phần là làm lẩu, mình tiễn mấy con cá lóc bự ra để mình làm lẩu ăn nhúng giấm cả nhà, thái ra nhúng giấm. Còn mấy con cá nhỏ thì mình phơi khô cả nhà, gô phi, cá mề dinh đồ, mình cá dồ nữa mình chẻ ra, mình lóc thịt, mình phơi khô hết cả nhà để mình đem ra Hà Nội ăn dần cả nhà ơi. Còn bữa nay đi thu hoạch khá nhiều cả nhà, nào là rau muống nè, bông điện điển nè, bông súng nè, rau rút nữa cả nhà. Hôm nay là mấy hổm ngày mình về quê á, là mấy chị em mình là đi bắt cá bắt ốc ngoài đồng á ăn cả nhà, chứ không có đi chợ. Cái này mùa nước nổi này là nhiều cá tôm lắm cả nhà ơi. Lúc mà mình quay cho cả nhà xem á, là đồng của mình cũng mới vừa mà xả lũ á, cho nên là nó chưa có mấy cái gông nước á, để gông nước rồi lá bồ đề để mình giới thiệu cho cả nhà xem. Chứ nếu như mà được xả lũ tầm 3-4 tháng á cả nhà, là cái đồng của mình nó sẽ có mấy cái gông nước đó, là mình sẽ giới thiệu với cả nhà xem. Hôm qua đi có cái anh đó, anh văn lưới, anh bắt được một con cá dồ rất là to luôn cả nhà. Trời ơi, con cá dồ đó phải 3-4 kg gì đó mà mình không có bắt được cả nhà ơi. Mình bắt được con cá nó hơi nhỏ hơn. Bữa nay ăn lẩu cùng với gia đình vui lắm. Hẹn gặp lại cả nhà ở video clip lần sau nha.